ổng xanh nó là rồi ở gần lò ảng, mưa quá mới lọt xuống lò ảng mới chết con đi, rồi ổng vô ông bắt đền bà ngoại năm À, bắt đó. đền là bắt đền sao không vậy? Thì ông bắt đền, ông quào vách chùa rồi này kia đó, ông gầm ông Tức rú cũng rồi dặn rồi nha. à, đó đây là bà ngoại năm mới rút cái roi quánh vô vách cái cọp. Đó, dòng đàn bà hư đàn bà thúi là giữ con không xong nữa mà làm gì. Dạ. Đó, giữ con không được rồi vô đây đền tao là đền cái gì. Dạ. Đó, rồi ông mới rút ra ông đi luôn. Thưa quý vị. Trước khi mà bà Quảng Năm khai quan lập ấp đó, rồi bà mới lượm được bức tượng tượng bằng đá đó, rồi bà mới ôm đi, bà nói được ông tướng rồi bà Không, ôm về không, bên không, chùa, rồi. Dạ. bà ôm về bên chùa bà nói rồi bà đạp đồng lên, bà mới nói không, nhà tao tao ở nãy giờ tao không có về bên này, Dạ. rồi mới qua lập cái miễu này nè, rồi nó ăn trộm nó vô là nó lấy mất tiêu cái bức tượng. Dạ. Bây giờ còn cái cục đá mà ấy trước mà ngồi mà đứng Dạ. Tức là bà đứng, bà đây là bà Tây Dương Mẫu ha, ông Tây Bảy. Dương Mẫu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin phép con quay lại. Dạ, con xin phép bà cho Nói con được. là bây giờ nó cái cục đá bà hồi trước bà đứng trên cục đá đó đó. Dạ. Thấy cục đá không sư Thấy 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 cục đá đó. huynh? Rồi bây giờ bây giờ làm lại cái khác thờ. Làm lại cái tượng khác Chưa chưa đã, ông bãi dẹt cho con quay cái ông bãi. Vậy là Cục đá đó đó cái tượng cũ của bà là đã mất hả ông Mất Bảy? rồi, bị ăn trộm nó lấy rồi. Dạ. Vì cái cổ vật mà. Là cái tượng của bà cũ ngày xưa đó là ở đâu nhiều Nè, vậy? bằng Ở cái đá ở bà lượm, bà ngoại năm lượm bên đây nè, Dạ. rồi mới đem về bên chùa bánh thờ, rồi bà ngoại năm bà mới đạp đồng lên, bà nói là không, tao không đi về bên đây, nhà tao tao ở, rồi mới cất cái miếu mình lên thờ. Dạ. Dạ. Các phiếu thờ xong xuôi một thời gian cái tượng bà bị mất. Mà bị mất. Dạ. Đây vị đây là Dạ, miếu đây là của miếng bà của Tây Tây Dương Dương Mẫu. Mẫu ở tại nước tôi nha. Dạ. Dạ. Tiếp theo mời quý vị sẽ lên trên để xem qua hang ông hổ nha quý vị. Dạ. Ông hổ này cũng thường xuất hiện khi mà người dân ở đây cũng như ông Bảy vừa qua đã có kể. Dạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo sau đây thì Tiến Dũng và Thành Hậu sẽ theo chân của ông Bảy để đi đến nơi hang của ông Hổ, Dạ. ngày xưa cũng đã về tu chung với bà ngoại năm của Dạ. ông Bảy ở trên núi Cô Tô vị. Bởi vì ngày xưa Thành Hậu có những Dạ. chú hổ chú rắn Ờ. tu theo những vị mà chân tu trên núi á cũng Ờ. rất là nhiều ha. Dạ. Dạ cũng hộ cho những cái người tu. Đặc biệt là ở trên núi là có hai vị mà ta rất là ngưỡng mộ. Một là ông Mây. Dạ. Thứ hai là ông Hổ. Dạ, những vị này đã tu hành và trợ duyên cho những người tu nữa quý vị. Đây là con đường chúng ta lên điện Ngọc Hoàng Dạ, Điện Ngọc của Hoàng ha. núi Tô quý vị. Điện Ngọc Hoàng mỏ với hai mỏ nè. Dạ. Đường lên Điện Ngọc Hoàng. Dạ, đây. Ồ, đường lên cũng rất khó ha. Đây. Điện Ngọc Hoàng.
Ồ, hình vị nào đứng đó à? Dạ. Điện Sơn Thần ha. Dạ, ông Bảy ngồi uống nước chút xíu ông Bảy. Rồi, qua qua đó ngồi uống nước nghỉ mệt chút đi ông Bảy ơi. Đi. Đây nè Dũng, qua đó đi. Rồi, đây. Đã đến nơi điện Sơn Thần đó vị. Rồi sẽ nhờ chú kể ý nghĩa của tại thờ Sơn Thần luôn ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Bên đây là miếu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi. Đó, mời ông Bảy vô ngồi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi con cung kính bà. Dạ. Sơn này thì vừa qua được ông Bảy đã tường thuật lại cái mẫu chuyện mà ông May được bà ngoại Năm đã cưu mang đem hai cái trứng luôn. Yeah. Đem về để vô cái chuông. Và sau đó hàng ngày và tụng kinh riết đúng ngày giờ thì hai cái trứng rắn nở ra. Yeah. Nở ra được một cặp rắn và cặp rắn đó và lớn lên theo thời gian và sau cùng là vào một cái hang mà vừa qua Thành Hậu và Tướng Dũng đã có đến đó. Nhưng đặc biệt hơn nữa là hàng ngày đến những cái cũng như ngày rằm lớn hai ông May này cũng trở về và luôn luôn lúc nào cũng ngồi ủng hộ giống như là hộ trì trợ duyên cho bà Năm, bà ngoại Năm để tu hành. Yeah. Và tiếp theo thì trên độ đường đi một mẫu chuyện lạ hơn nữa là ông Hổ, hai ông Hổ và ông Bảy sẽ đến hai ông Hổ sẽ kể những mẫu chuyện hai ông Hổ. Trên dọc đường thì gặp ông Sáu đây ngồi uống trà và đây thì có cái điện Sơn Thần. Dạ. Yeah. Yeah. Mà con thấy ngộ với ông Bảy thường thường tới những cái núi ta để là điện Sơn Thần là những vị này là để theo cái sự tích như thế nào vậy ông Bảy? À, cái này là coi vậy là cũng như là thần núi, người ta cai quản núi đó, ta mới kêu là Sơn Thần. Yeah. Sơn là núi, thần là thần. Yeah, thần núi. Linh, thần núi là học thần núi. Dạ. Yeah. Và để ông độ cho những cái người đi giếng non rồi không Bảy? Độ cái người đi giếng năm non bảy núi rồi. Dạ. Dạ. Như vậy thì hang ông Hổ là có ở gần đây không ông Bảy ha? Ở gần cái lên này chút. Gần chút. Dạ, để trước khi ông cháu mình đến hang Hổ thì sẵn đây ông Bảy cũng kể sơ về cái tích của hang ông Hổ này như thế nào mà ngày xưa nuôi với bà mỗi năm không Bảy? Thì dạ. Hồi xưa là bà mỗi năm là khai sơn tạo tự đây nè. Đó, rồi ổng ở trên rừng ổng mới xuống. Ổng xuống cũng như là hộ trì cho bà Năm là tu. Tu là ấy rồi ông đực ông cái. Một cặp luôn. Một cặp luôn. Yeah. Đó, rồi là bà ngoại Năm mà nói tụi bay ở gần tao không có được đâu, lên ở trên này đi tu đi. Thì tới kỳ cúng rồi tao đem đồ ăn được cho ăn. Nó rồi là ổng mới lên ổng ở trên cái hang này mới thành ra mới kêu cái hang Hổ. Dạ. Dạ, vậy là bây giờ vẫn còn cái hang đó. À, còn cái hang. Dạ, thờ cái tượng ống luôn hay sao không ạ? Không có, thờ ấy nhà. Cái hang sâu vô. Không ông Bảy? Sâu. Sâu. Có ai vô đó chưa ông Bảy? Có, anh ta đi vô rồi. Rồi ông Hổ có phá thấy được không Bảy? Không có cái gì hết á. Tự không còn. Còn chỉ cái tiền thiết lại thôi chứ rồi bây giờ ổng mất tiêu rồi đâu có còn. Dạ, tù hết rồi. Ẩn tù. Dạ. Vậy là ngày xưa là tới hai ông luôn ha? Hai ông. Dạ, ông cái ông được hay sao vậy? Dạ. Ông cái ông được. Dạ. Nó thì hồi nãy là tôi nói xanh nó là rồi ở gần lò ảng nó mưa quá mới lọt xuống lò ảng mới chết con đi rồi ông vô ông bắt đền bà ngoại Năm. À, bắt đền là bắt đền sao vậy? Thì ông bắt đền, ông quào vết chùa rồi này kia đó, ông gầm, ông rú rồi. Dặn rồi ha. À. Đó, đây là bà ngoại Năm mới rút cái rồi quánh vô vết cái cọp. Dòng đàn bà hư, đàn bà thúi là giữ con không xong nữa mà làm gì. Yeah. Giữ con không được rồi vô đây đền tao là đền cái gì. Yeah. Đó, rồi ông mới rút ra ông đi luôn. Cũng lại yeah. Giống như là mắc con rồi thích ha, lại yeah. Giống như là mắc đền vậy đó. Dạ, yeah, mắc đền vậy ha. Yeah. Rồi có nghe truyền thuyết là ở cái núi Cô Tô này
có người địa phương đến mượn chén rồi đó ông Bảy. Ông nghe truyền thuyết ông kể lại cho anh em nghe luôn ông Bảy. Thì hồi xưa đó là hết trên cái vùng Tri Tôn này nè, nó ấy đến kỳ là cúng quải hay là đám tiệc gì đó mới lên mượn chén. Nó mượn chén mà trong đó mượn rồi đem lên trả y vô đó, úp y vô đó. Dạ. Đó, nhưng mà có số người tham đó, người ta thấy chén tốt quá người ta mới đổi chén đá. Dạ. Nó rồi là từ đó tới sau là cục đá nó úp xuống luôn. Dạ. Đậy luôn, đậy mất cái hầm chén luôn. Là thầm. Ừ. Vậy là lấy cái chén đá đổi chén kiểu hay sao vậy? Lấy chén đá đổi chén kiểu. Dạ. Chén kiểu quá tốt rồi, cái lòng tham của con người. Dạ. Rồi lấy cái đá đắp luôn, đắp cái hang luôn. Dạ, đắp luôn đá, ngã dạ, luôn đắp luôn kể rồi. Dạ. Cái mình... năm là đi hậu chứ nó lận đó. Là đặt cái tên vô hậu luôn phải không? Dạ. Không phải. Dạ. Coi như là cái hầm chén là của tạo hóa thiên nhiên. Dạ, của thiên nhiên. Dạ. Cái nơi mà đậy lợi như gì là cái nơi đó mình biết chỗ đó chỗ nào không vậy? Còn không vậy? Không biết. Còn biết rồi. Không biết. Dạ. Không biết, biết dễ gì biết được. Dạ. À, những cái người dân tộc ở nhưng đây mà... là ta nói những cái ngày lễ hội kỳ yên gì đó thì mấy ông mới làm dấu luôn. Dạ. Chặt cây để làm dấu cái nơi để vô và lúc mượn chén á. Ừ. Nhưng mà sau khi trả chén xong rồi trở lại dẫn đoàn khác vô để giống như mình mượn lấy cái đó. Mượn mà trong tâm là muốn lấy chứ không phải là mượn rồi. Thì không thấy cái dấu chặt nữa. Ừ, mất dấu luôn. Mất dấu luôn cho nên không tìm lại được dễ gì. Dạ. Đúng là quỳ chi ha. Dạ. À, ở gần đây nghe nói hình như cách nay khoảng 5-7 năm nơi khu vực núi này có phát hiện một cái nơi cái hầm vàng lớn lắm phải không vậy? Con nghe nói cái đó tôi không có nghe. Dạ. Chứ con nghe người ta đi bòn vàng ở dưới chân núi Tôn. Là phải chỗ hồ suối vàng không phải? Không có, ở tuốt ở đâu ở dưới chợ đây dưới Cô Tô. Cô Tô. Bòn vàng là sao vậy? Thì đào vàng đấy, đào cũng đất như nền vàng của mấy cái người xưa đã để lại. Dạ. Vàng. Rồi lúa có trời đủ trơn á. Nải chuối rồi lại cái chuông cái đồ đủ thứ cái chén. Rồi đào dưới đất lên mà đào dưới đất lên. Mà người nào là hên lắm đào mới gặp. Mà cũng có người gặp, có người thấy. Có người gặp. Mà vàng người ta xài được không? Vàng xịt không phải là vàng giả. Vàng đây, vàng y vàng y đồng người ta. Thì cũng như là xưa là cái thành quách ở đâu ở đó vậy đó. Rồi là lâu năm chạy tháng rồi là vùi lấp ha. Vùi lấp xuống. Nó để chôn vàng chôn đồ dưới luôn. Dạ. Vừa lấp nồi chặt cái đồ rồi xưa rồi. Mà bằng vàng hết tất cả mọi cái món mình lượm lên được là cái món lượm lên là bằng vàng hết. À, vậy là gần đây là cái chỗ đó là kêu từ đây cách xa không ông bay? Chà đây ở dưới chà đây. Kêu rồi cả cô tô á. Nó nằm ở ngoài ruộng. Ngoài ruộng. Rồi mình đào lên, đào mình ai để đào lên. Mình ai để đào là đào lỗ. Bên trần đất ra trên. Miền nó thưa quá, thưa rồi nhà nước mới cấm luôn. Cấm đào luôn ha. À, cấm dạ. Bây giờ không ấy là anh em cũng đi đào thứ. Bên trần đất của ta. Kiếm này chuối hả? Kiếm này chuối thôi, đừng cần nhiều quá. Chuối cao mình nước trái chút vàng không á. Vàng luôn. Mình cũng muốn trà Dũng anh, bắt đầu mình vô cái uống công đức này thì cái theo chân không phải lên hổ hang hổ nha. Bây giờ mình thấy mình mời ông Bảy ăn bánh chuối rồi cái gì đi chứ. Chén rồi bà tôi có kể lại. Dạ. Mỗi năm lên học cái giờ hội dương lạnh đó. Dạ. Để nó kêu mới gọi đó. Dạ, giờ hội ha, học hội cho nó mọi người có người danh. Hội hơn trước rồi đó. Dạ. Tức là lên núi ở cái người dân ở đây là tới năm tới năm tới ngày năm. Là phải lên hội một lần cho nên đặt cái tên tới giờ là giờ hội luôn xuống. Hội đó. Bữa nay mới biết nha. Rồi sao mà đặt cái tên núi Tô là tại giống cái tô hay là tại tô chén nhiều không phải? Không, nếu mà theo thế hồi xưa đó là Phụng Hoàng Sơn. Dạ. Bởi vì cái núi này là Phụng Hoàng nó ở không à. Nó kêu là Phụng Hoàng Sơn. Rồi sau này cái núi Tô đó là nó phát sinh ra mới đặt sau này. À. Nó tròn cũng như là cái tô rồi đó, xanh quanh tròn cũng như cái tô. Dạ. Là ta mới kêu núi Tô chứ là chánh hiệu của nó là Phụng Hoàng Sơn, chánh tên nó là chánh tên Phụng Hoàng Sơn. Dạ. Là Phật Thầy Thế An đặt Phụng Hoàng Sơn nữa ha. Dạ. Vì vậy hồi trước là chim Phụng Hoàng nó về đây nó ở không? Dạ. Hồi xưa là chim Phụng Hoàng về đây. Và tiếp theo thì Dũng và Thành Hậu sẽ theo chân của
ông Bảy, để đi đến nơi của ông Hổ để cho quý vị xem nha. Và đây trước cho chúng ta là một bức tượng Phật Mẹ Quan Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, đây thằng Hổ ơi. Dạ. Thằng Hổ thấy gì không nè, thằng Hổ? Thằng Hổ qua đây nè, qua đây qua. Dạ. Qua đây này mới thấy là nguyên cái thân của ông dài nè. Đây nè, đây nè. Đó, đó, đó. Nguyên cái thân ổng thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đó, 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 thấy không? Nguyên cái thân ổng luôn đó. Đầu nè. Miệng trẻ là đôi đó, đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Đó, nó dài vô đây nè, dài vô đây nè. Dạ, quá đặc biệt ha. Là cái đó cái hang ổng dưới đó, đó, cái hang dưới đó. Dạ, dạ. Hồi nãy vừa kia thì chỗ qua đó ha. Rồi đi theo ông Bảy. Đi 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 đi. Ủa cái này ông sư sư Tèo là sao ông? Sư Tèo ổng lên ổng tạo lập cái điện Ngọc Hoàng ổng dưới Sóc Trăng đấy. Dạ. Rồi rồi ổng mất luôn hay sao ông? Dạ, dạ vậy đó ha. Của sư Tèo thì, dạ. Dạ, tạo dựng người đó tạo dựng cái điện, điện Ngọc Hoàng. Dạ. Dạ, kính đại sư. Dạ, sư gia hộ độ cho anh em con hôm nay đi đúng để tâm linh sư. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp tục chúng ta sẽ đi lên. Ồ, cũng khó đi quá ha ông Bảy. Vì bay qua ta. Đây. Lên trên nè vị. Chúng ta sẽ đi tiếp tục xuống nha. Rồi ông Bảy đang nghe chèo qua kia thằng này. Vì có cái bóng phớt quá. Xuống đây không Bảy? Cái đó có đường xuống. Gì hả? Không có, hình như cái này có nấc thang xuống nè. Đây đây đây. Ông Bảy xuống hơi khó thì thôi. Dịnh 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 ông Bảy anh vô. Dạ, đây. Không cái gì chứ ông Bảy mà đi được. Dạ. Dạ, đây Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ. Dạ dạ. Ông Bảy đi xuống. Ồ cái hang này. Dời quá quý vị ơi, quá dời, con dời. Đây bị lên qua đây đi xuống nè. Tới hang hổ rồi hả? Tới hang hổ rồi nè. Dạ, đây vị ơi. Dạ. Rồi chúng ta ra tới hang hổ rồi nha. Dạ. Rồi, mời ông Bảy vô trong trước ha. Dạ, dạ. Rồi đây, mời ông Bảy vô. Ừ, được vô cũng căng ha. Dạ. Khó ạ. Từ từ Bảy. Ừ. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ bò theo Bảy đi vào bên trong hang của ông hổ nha thì. Đây, nơi đây là thờ ông Thủ Địa. Gọi là ông Địa đó vị. Và bên đây là ông Tà. Và bên đây ông, là bên đây ông Tà. Ông bên đây ông gì ông Bảy? Ông này là ông thần núi. Dạ. Ờ, ông thần núi ha. Ờ, đội khăn rồi ha. Dạ. Thần núi đội khăn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Còn ngay chỗ ông hổ ông ngự ở trong đó. Ở đâu Bảy? Nó trong đó. Rồi rồi đi đi. Dạ dạ. Rồi, để anh em con vô à. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỗ của hang ông hổ này chứ gì. Dạ. Đây. Tối quá sư huynh ơi. Bước này lạnh quá. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bước vô đây sẽ thấy không khí lạnh thôi à. Hơi đá nó ra. Hơi đá ra lạnh quá quý vị. Chỗ bên tay phải là bên tay trái gì không Bảy? Đây nè, vô đây nè. Tay phải. Bên tay phải bên đây không Bảy? Ừ, đó, vô đây nè, trong này. Tay phải bên đây nè, đây rồi. Đây nè. Dạ. Cái hang của ổng ăn cà đường dưới. Dạ, cái hang ổng luồn qua bên đây hả Bảy ha. À, à. Dạ. Đây vậy. Đó, lòng qua đây rồi nha. Lòng qua đây. Ồ, hang sâu lắm rồi hổ ơi. Đó, vô. Vô chút đi. Đây nè, đây nè, đây nè. Oh. Đây nè, ta làm dấu mũi tên này, nghĩa là ổng dưới này nè. Ừ, ừ, ừ. Đó. Đây nè. Đó, ổng luồn tút ở dưới đó nè hổ ơi. Dạ. Sâu lắm. Thì... ở đây nó kể là ông thường về cũng tu với bà năm. Bà ngoại năm nữa quý vị. Dạ. Thấy không? Suốt múc cái đó rồi đó. Sâu lắm quý vị ơi. Còn sâu lắm. Anh em thì không đi được. Không thể nào xuống dưới được đâu ha. Không được đâu, sâu lắm. Tới đây quay vô quý vị mình thấy được ha. Đây là trên, đây là trên nè, trên bên hang nè. Dạ. Ở trên bên hang nè. Còn ở này ở dưới. Dạ, tốt sâu thẳm dưới vậy. Là ngày xưa là các ngài về tu với bà Năm là bà ngoại của ông Bảy. Dạ.
Trên này giống như một cái mái nhà trên này ha, che mà nắng mưa ha. Không có mưa vô đây, tức là ở trong này thì nhờ có những cái tảng đá ha, che lại. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Thành Hậu đến đây cũng kính viếng, nhờ các ngài gia trì hộ độ cho con được luôn luôn bình an sức khỏe và tinh thánh tấn tu hành. Đây thì mình đứng ở trên cái đỉnh núi cao để quay toàn diện cảnh núi này để cho quý vị mình xem ha. Rồi đây cái nơi phía trên này thì điện Ngọc Hoàng đó quý vị. Dạ, phía trên này là điện Ngọc Hoàng. Đẹp ha. Ha. Điện ha. Lần đầu tiên mới thấy điện được. Từng có một điện bự vậy. Rồi, ở trên là điện Ngọc Hoàng không vậy? Dạ, điện Ngọc Hoàng. Dạ. Mô Đà Phật, kính thưa ông Bảy, thì vừa qua nhờ ông hướng dẫn Thành Hậu và Tướng Dũng cũng đi một đoạn đường từ trên núi rồi xuống dẫn xuống hang ông Mây, hang ông Hổ, về những cái về tâm linh rất đặc biệt về trong cái sự tích núi Cô Tô này. Và ông Bảy có thể quan hỷ, tại ông Bảy thì mình thấy một bị thương một chân là lý do thời đó đem xương trắng máu đào để điểm tô tổ quốc quê hương đất nước Việt Nam. Thì những cái biên giới Tây Nam ngày xưa, mà đặc biệt là cái trận Ba Chúc, nó rất là diễn biến rất là phức tạp, mà Thành Hậu nhìn lại những cái lịch sử rất là sợ. Và ông Bảy có thể chia sẻ thời đó ông có chứng kiến những cái việc đó đó ông Bảy? Dạ, Nam Mô Đà Phật, nhờ ông Bảy chia sẻ. Tôi có chứng kiến là tụi Bon Bót nó là nó tràn xuống, nó dần ở Ba Chúc, người ta cũng vì tâm linh, người ta nó vô chùa là miên nó tu, nó không có giết, nhưng mà là ấy nó xuống rồi nó lùa dân đi hết trơn, rồi nó lùa nó ra ngoài này ông lớn nói chuyện. Dân người ta cũng tưởng đâu là đi ra nói chuyện, ai dè nó lùa ra ngoài đồng đó là nó giết hết trơn. Đàn bà con gái thì nó hãm hiếp, nó hãm đã, rồi nó lấy cây nó thọt vô cửa mình, cây tầm vông. Rồi là con nít đó là nó xé làm hai, nó quăng đi mỗi một góc một nơi. Đó là cái tụi Bon Bót, cái tụi này nó ác còn hơn Hitler. Nó là bây giờ lại cái tích đó là dân chúng người ta hy sinh đó là ở chùa Tam Bủ với đình Tuy Lai đó còn. Rồi có nghe nói là có báo trước là cái cây cột phướng nó ngã, rồi ông chủ trì ông kêu đi mà mấy người dân không đi, phải không ông Bảy? Cái đó là không biết, là tôi nghe người ta nói là mấy ông gánh đồ kêu đi, mà dân người ta nói là miên nó tu, nó hành, nó hiền, nó không có giết. Xuống đây nó thả hết trơn. Cuối cùng nó vô nó giết sạch hết trơn. Vì nó ba sạch mà phá sạch, giết sạch, đốt sạch. Cái chính sách của nó. Rồi sau đó cái đống xương đó người ta nói là rất là linh lắm, phải không ông Bảy? Không biết, tôi không có nghe vụ đó, tôi chỉ có là người ta chết rải rác ngoài cánh đồng á. Dân chúng mấy người còn lại đó, người ta mới về, người ta gom vô, người ta lộm vô, người ta mới xây cái nhà mộ. Ông Bảy ngày xưa có đi lụm xác đồ vô tiếp không ông Bảy? Không có, tôi bị cái cạnh bên kia. Hướng dẫn hai đứa con để đi quay những cái câu chuyện tâm linh ở tại núi Tô. Và đặc biệt là có hai cặp cánh thằng ngày xưa đã cùng tu với bà Ngoại Năm, và hai ông Hổ đã trợ duyên với bà Năm để tu hành. Thì trước tiên con và Hậu cảm ơn Bảy đã nhấn thời gian để hướng dẫn cho hai đứa con đi nãy giờ. Thì đây là tấm lòng của hai đứa con cũng gửi trợ duyên với ông Bảy chút ít để Bảy uống cà phê ha. Tôi cũng nhận, tôi cũng hồi hướng công đức cho hai chú. Chúc hai chú thuận lộ bình an.
làm việc được tốt cho xã hội. Dạ, dạ con chúc Bảy luôn mạnh khỏe nha, năm 150 năm Bảy. Rồi, xin chào ông Bảy. Thưa quý vị, và giờ đây Tiến Dũng và Thành Hậu cảm ơn tất cả vị đã theo dõi những video của hai anh em. Và kính chúc cho tất cả vị luôn lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và giờ đây hai anh em xin lời phép chào. Và xin hẹn lại vị vào những video tiếp theo. Và hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của hai anh em nhé. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại.